Âm thanh sôi động, hình ảnh cuồng nhiệt, những khán đài đầy áp khán giả. Xin chào mừng tất cả các bạn đến với trận đấu trong ngày hôm nay. Một trận đấu rất đáng được chờ đợi với những cầu thủ xuất sắc nhất của cả hai đội bóng ở thời điểm hiện tại. Ngày hôm nay đồng hành cùng với tôi sẽ là bình luận viên Kiên Đắc Kỳ, một người rất nổi tiếng trong giới bình luận bóng đá và cũng là một chuyên gia phân tích trận đấu. Xin chào anh Kiên Đắc Kỳ. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình bình luận bóng đá. Có thể nói không khí trên khắp các khán đài đang rất sôi sục và chúng ta hãy cùng hy vọng đây sẽ là trận cầu hấp dẫn và cống hiến. Trước khi trận đấu này diễn ra khoảng 3 tiếng đồng hồ thì bên ngoài sân vận động đã có khá nhiều các cổ động viên đội khách đã đến để cổ vũ cho đội bóng con cưng của họ. Điều đó đã cho thấy được tình yêu mà họ dành cho đội bóng là lớn như thế nào. Và như vậy trận đấu đã được bắt đầu. Đội giao bóng trước sẽ chiếm giữ khung thành bên trái mà là nhỏ của các bạn. Đấy đâu, phối hợp rất nhanh, thiếu chút nữa thì đã có bàn thắng. Một tình huống mà các cầu thủ đã phối hợp rất tốt trước khi đưa ra cú dứt điểm cuối cùng. Lukaku rất gọn gàng và chính xác. Đội thi đấu tốt hơn đã có được bàn thắng dẫn trước. Và ở ngoài đường pit thì huấn luyện viên đang ra hiệu cho các cầu thủ giảm nhịp độ trận đấu, chủ động nhường thế trận để chơi phòng ngự phản công. Các cầu thủ cần phải bình tĩnh và cẩn thận hơn. Cơ hội dứt điểm không thành công. Rất đơn giản, đường truyền về cho thủ môn, rất bình tĩnh. Carrasco mất bóng rồi, có thể phối hợp với đồng đội ở phía trước. Nỗ lực vượt pha đã bị vô hiệu hóa. Aja, cơ hội, tình huống sóng gió trước cầu môn. Mertens rất tốt, sẽ có một quả phạt góc. Đấy đâu, vẫn còn, quả phá bóng rất tốt. Tự tìm cho mình cơ hội. Underweren, Mertens hàng phòng thủ đã chơi quá lỏng lẻo trong những phút vừa qua, và một lần nữa trong tình huống này họ cho thấy được sự mất tập trung của mình. Có thể phối hợp với đồng đội ở phía trước, rất quyết tâm, rất thoáng, pha giải nghi rất đúng lúc. Lukaku, Aja, dứt điểm, wow! Có thể nói đó là một sai lầm chết người của hàng phòng ngự và đội bạn đã tận dụng một cách triệt để cơ hội của mình. Cuối cùng thì bàn thắng cũng đã đến. Sau rất nhiều những cố gắng thì họ đã có được thứ mà mình muốn. Đó là một pha tấn công rất mẫu mực. Cần phải có những đường truyền mang tính đột biến để phá vỡ thế trận bế tắc như thế này. Có lẽ cần một pha xử lý táo bạo.
rất nhẹ nhàng, pha cắt bóng rất kinh nghiệm. Rất thoáng. Hazard. Eden Hazard. Sóng gió đã qua trước cầu môn. Có thể triển khai tứ giác tấn công. Hazard. Carrasco. Pha xử lý cá nhân. Một cú sút. Không vào. Cần phải có nhiều hơn những tình huống tấn công như thế này. Chọc khe. Vẫn còn. Nguy hiểm. Sóng gió đã qua trước cầu môn. Rất nguy hiểm. Rất bình tĩnh. Sóng gió đã qua trước cầu môn. Whistle. Kết thúc hiệp 1, cả hai đội sẽ tạm thời ra nghỉ. Và chúng ta hãy cùng chờ xem hiệp 2 của trận đấu sau ít phút. Như vậy là hiệp 2 đã bắt đầu. Lukaku. Mertens. Tiếp tục đi bóng. Whistle. Cơ hội dứt điểm. Một tình huống mà thủ môn đã rất cố gắng, nhưng cơ hội để cản phá cú sút trong tình huống này là không nhiều. Một tình huống mà thủ môn đã rất cố gắng, nhưng cơ hội để cản phá cú sút trong tình huống này là không nhiều. Cách biệt đã được nâng lên thành 3 bàn rồi, và có lẽ chiến thắng gần như sẽ nằm trong tay của họ. Cắt bóng rất dễ dàng. Thủ môn đã bắt được bóng. Underwayland. Kevin De Bruyne. Có thể triển khai tứ giác tấn công. Có lẽ cần một pha xử lý táo bạo. Anh sẽ làm gì đây? Bóng đã bị chặn lại. Vertonghen. Đây đang là phút thứ 60 của trận đấu. Chuyền bóng sang cánh phải. Một tình huống xử lý bóng rất chính xác. Đường chuyền rất tốt. Sẽ có sự thay đổi người. Đấy đâu. Không vào. Cho tới lúc này, các trọng tài đang làm việc rất tốt và chưa mắc phải một sai lầm nào. Tình huống bắt bài rất hợp lý. Kevin De Bruyne. Lukaku. Đường chuyền lên rất thoáng. Tiếp tục đi bóng. Pha đi bóng rất táo bạo. Lukaku.
thoáng. Chuyền bóng nguy hiểm, bóng đã được phát ra. Có thể phối hợp với đồng đội ở phía trước. Rất thoáng cơ hội, tình huống sóng gió trước cầu môn. Dứt điểm đi, cơ hội vào. Có lẽ sau bàn thắng này thì trận đấu sẽ trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Vẫn tiếp tục đi bóng. Mertens chiều bóng khác. Đánh đầu, không vào. Đó là một tình huống mà các hậu vệ đã truy cản rất quyết tâm. Và cú dứt điểm cuối cùng của cầu thủ này chỉ dừng lại là một tình huống nguy hiểm. Nỗ lực vượt phá đã bị vô hiệu hóa. Cơ hội dứt điểm, đi bóng rất sung mãnh. Có lẽ cần một pha xử lý táo bạo. Có thể triển khai tứ giác tấn công. Trận đấu đã kết thúc. Chắc chắn sau trận đấu này cả hai huấn luyện viên sẽ phải có cái nhìn khác về đối thủ của mình. Chương trình bình luận bóng đá của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin thân ái và chào tạm biệt.